Anh đang diễn đàn nhé, mình chỉnh điện thoại chút. Thời buổi bây giờ thế kỷ 21 của anh đúng không? Mọi người là chủ yếu là tập trung vào phát triển kinh tế là chính thôi, chứ họ đâu có ai mà muốn mà gây chiến. Chỉ có những ông Đúng mà rồi. gọi là có ý đồ xấu Vâng. mới muốn đi gọi là kích động gây chơi cho các nước khác xảy ra chiến tranh để phục vụ vào lợi ích cá nhân của họ thôi. Đúng rồi. Thế nên là cái đề tài mà chiến tranh Việt Nam Trung Quốc ấy, hoặc là chiến tranh một số nước nó không phải là mới lạ, nó cũ hết rồi. Nhưng mà lâu lâu anh Dạ em đúng lên anh. nói chuyện thì cứ góc độ chính thì cho mấy anh ba que biết là Việt Nam nó là sẵn sàng là bạn tất cả các nước, mà sẵn sàng là cũng chống đối tất cả các nước nào muốn đến đi lái Việt Nam và muốn áp đặt Việt Dạ. Nam. Đó quan điểm đó nha anh, Khi mà một khi đó, đối với dạ một khi bất cứ ông nào cũng vậy ép Việt Nam vào đường cùng thì họ sẽ đứng lên thôi, chứ không có cần phải là ông này dạy thế này, ông nọ dạy dạy thế kia. Cái chuyện đó mấy ông ba sọc với ông tàu lao, đúng rồi. rõ ràng là Rồi như là vậy mấy thôi, anh ấy chứ nói còn là chê, mấy anh chê Việt Nam là không làm gì. Bây giờ không làm cái gì, các nước Đông Á họ đâu hơn Việt Nam, họ không có đâu làm gì đâu, phải theo quan. dạ không Đúng làm được rồi. gì sao châu Âu ký kết những cái hiệp định thế này thế nọ với Việt Nam, không Đúng làm đấy. được gì sao mà Mỹ lại đưa tàu sân bay vào thăm, không Đúng làm rồi. được gì tại sao mà tổ chức Việt Nam lại lại đứng ra tổ chức những sự kiện lớn mà mang tính quốc tế, đúng không anh? Đúng Mà anh rồi. không làm được gì thì làm sao anh được ngồi chân trong gọi là Liên Hợp Quốc. Mấy ông mà đưa những cái luận điệu gọi là cực kỳ xuyên tạc, và đó là vấn đề em nói giống như là để em nói với anh ngay, thì khẳng định ngay từ đầu ở đây mình nói, tức là rõ ràng cái câu chuyện là được cả thế giới công nhận, chứ không riêng gì người dân Việt Nam hay anh em Đúng chúng rồi. ta công nhận cả. Đây là một cái gọi là phản biện, là coi là trực trực tiếp nhất đối với cái đó thành phần chống phá ở nước ngoài. Đúng rồi. Cho nên là thành quả đất nước mình đóng tàu tàu chiến rồi, rồi đã đóng tàu cứu mình năm ngoái, mình đóng tàu cứu hộ tàu ngầm 3,5 4,5 tấn đó. Mình mới hạ Dạ thủy là cuối năm ngoái đầu năm nay rồi, thủy Hải Phòng, cái tàu cái cứu hộ tàu ngầm hiện đại nhất thế giới hiện nay. Mình đóng được tàu chiến, tàu cảnh sát biển mấy ngàn tấn mình đóng rồi. Tên lửa mình cũng đã sản xuất, đã nâng cấp rồi, nhiều vấn đề trên mọi mặt xã hội mình làm rồi, nó không thừa nhận cái gì hết. Lúc nào lên mạng nó bảo Việt Nam không làm cái gì, chỉ có đi mua với đi xin. Rồi rồi Mỹ nó viện viện trợ cho Việt Nam có vài triệu đô la, nó là nhờ xin tiền của Mỹ về sớm để sống, nó đòi hỏi sao tiền cũng chưa dân. Anh nói thưa quang, mấy triệu đô la thì bằng một người dân giàu Việt Nam biết bao nhiêu, mà nó kể lấy kinh. Thua với anh ba xong rồi. Chuyện tối qua mình nói ông bảo ông cộng sản này kia treo đầu đủ đủ với này, cộng sản có đuôi đít cũng phải này, cái cảnh nó dốc quá, anh nói vô căn cứ. Vì viện trợ nhân đạo thì có thể là mình viện trợ họ, viện trợ mình có 7 triệu đô la, mà cái anh lên cái kế các nhân đạo anh bảo là nó cho 7 triệu đô la mà đâu cũng chưa dân không hết đâu, em mất rồi. Với lại mang tiếng giàu ở điên xin nói đủ thứ. Trong khi Việt Nam mới trả dứt nợ cho bọn họ 140 mấy triệu đô năm vừa rồi, thì mà bọn họ lại câm cái mồm lại, không ngỡ ra một lời cảm ơn. Anh thấy rõ ràng không? Đúng rồi. Đó đó, mới trả dứt nợ năm vừa rồi 140 mấy triệu đô la. Vậy là mình lên đây anh em nói chuyện liên thiên thì là nói chuyện một đề tài khác thế cho nó vui, chứ mình rất mừng cái là người dân Việt Nam họ chính trị rất ổn định, không có nghe được ba sọc, họ rất là yêu nước. Còn mấy anh Dạ dân chủ trong nước thì làm dân chủ chủ yếu là xin tiền nước ngoài, chẳng có ông nào yêu dạ nước. Anh Lê Lê Huỳnh Thanh, anh quan niệm của anh về chính trị không rõ ràng, anh nghiên cứu anh không dành tiếng Việt ấy. Hình như anh mù thông tin về nước Việt ấy. Anh ấy không dành, cho nên là mình cũng mừng thôi. Mấy anh ba quen nước ấy không phải là vì không phải vì đất nước mình, dạ mà đường lối lãnh đạo tệ quá, mấy anh đứng đấu tranh, mấy anh đấu tranh giang cày kiếm tiền. Vậy bây giờ thế thì vậy thế qua không nhau, không phải là vì nó trong Dạ. nước mà có những chuyện bất cập quá, mà cái sự lãnh đạo của đảng mà bất cập quá, rồi anh đứng lên các anh nói tầm vậy tầm bạ để kiếm tiền, có loại lười làm ham ăn, Đấu bao tử với đấu cũng tơ thấy đấu hay tranh gì vậy. anh? Cho nên là Đúng tình rồi. hình này thì anh vào diễn đàn mới nói cộng sản sống còn lâu, tôi còn sống còn lâu chưa biết bao giờ cộng sản nó chết đấy. Sống còn lâu các anh cái chỉ cái ở nước ngoài mà sống thì nó vui vẻ. Cho nên là hiện nay là một số cái bài nó đếm là ông tay ông năm số anh dân chủ của ông nước gươm lên chửi kinh, nói xấu đất nước không thiếu cái gì không nói. À, Thanh Huỳnh nói với Việt Tôi tin Tân này, Tiền Đạt nói câu này, tôi tin nè.
Tôi rất tin cái câu này mà của Tiến Đạt nè, tức là mình cái câu chuyện của hắn ta đó, Tiến Đạt đó là mình tin nhưng mà mình có cơ sở, chứ không phải là đơn thuần là hắn ta lên cực đoan thế này thế nọ mà mình đấy. Bởi vì tay này á là giả ngây, giả ngây giả giả ngơ, chứ không phải là tay này không phải tầm thường. Tôi biết Thanh Huỳnh Mấy cố tình chị nước vô ngoài để lôi này kéo, đúng đó Tiền Đạt, tung hỏa mù á, gọi là mình nói cảnh đó là tung hỏa mù và ru ngủ để gây gọi là sao nhãng những anh em mà có tinh thần gọi là mình yêu đất nước á, mình chống lực lượng xuyên tạc á, gây sao nhãng. Và sau đó đó là hắn ta sẽ cố tình đẩy câu chuyện vào là hai luồng dư luận, một bên ủng hộ và một bên không ủng hộ, thì về lâu dần á thì sẽ xảy ra cái sự xung đột giữa nội bộ với nhau. Mà mình nói theo một cách chính xác là tức là anh ta là có mục đích là cố tình là chia rẽ, mục đích là chia rẽ đó, cái chính là nằm ở đó. Chúng ta thảo luận về những sự việc lịch sử đã xảy ra trong quá làm khứ để nhắc nhớ và không quên quá khứ, quan trọng sự hy sinh của thế hệ cha anh đã ngã xuống vì sự toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng chúng ta không sa đà vào việc bài xích Trung Quốc. Hiện tại chúng ta đã trở thành đối tác chiến lược với Trung Quốc trên tinh thần cân bằng lợi ích. Việt Nam vẫn còn những vấn đề trong quan hệ với Trung Quốc, nhưng chúng ta luôn xác định vừa hợp tác vừa đấu tranh. Đúng Hoàng Nguyên, tại vì á thực ra là cái tôi muốn mở những cái like như thế này á, là thứ nhất giống như bạn nói á, là vấn đề là tôi muốn cho mọi người được ôn lại và những đứa trẻ được ôn lại cái lịch sử. Cái thứ hai là để muốn các anh các chú giống như ở trong đây có anh Phạm Xuân hay chú Cầm hay anh chú Phan á, là những người đã biết nhiều về vấn đề này, họ lên họ đi chia sẻ để cái gì, cái chính là không nằm ngoài mục đích để vạch ra cái bản chất của thế lực thù địch nước ngoài, nó lợi dụng vào câu chuyện này, nó đưa người dân vào vấn đề gọi là bài xích Trung Quốc để gây chia rẽ ở nội bộ trong đất nước, giữa người dân với nhau và với và kể cả giữa người dân với chính quyền đó. Thực ra cái chính của tôi là tôi muốn như thế, chứ còn Đúng chứ? rõ ràng cái câu chuyện là tụi này nó xuyên tạc rồi, lá Đúng dư thì luận có tiền đạt đúng á. Ừ. cái câu chuyện mà em Hoàng Nguyên anh vừa comment câu rất là đúng, mà cái chủ đề em hôm nay rất đúng. Mình lên đây không phải là mình khoe khoang nhắc lại cái chuyện chiến tranh biên giới với Trung Quốc, vì cái này nó rõ ràng rồi, các diễn đàn nói hết rồi. Nhưng mình chỉ lên mình dựa câu chuyện mình đấu tranh rồi mình ngoại giao, rồi mình quan hệ với Trung Quốc trên cái cơ sở là Việt Nam Trung Quốc, còn Việt Nam với nhiều đối tác từng cựu thù khác nữa, ví dụ cựu thù Nhật, cựu thù Pháp, cựu thù Campuchia, cựu thù Mỹ, chúng ta đều hóa giải được những cái cựu thù hết, trở thành bạn hết. Cho nên là việc mà Việt Nam mà quan hệ bình thường với Trung Quốc hiện nay là Trung Quốc và Việt Nam là hai đối tác lớn, đều là đều nằm trong cái sự ngoại giao rất là thắng lợi của Việt Nam. Đấy, mà chúng ta nói lên, nói thật với Hoàng Nguyên, với các bạn, với các anh Phạm Xuân, mình lên đây anh chẳng phải khoe tài lịch sử của tôi không học, nhưng mà để cho mấy anh bà quê anh biết là Việt Nam hoàn toàn là Việt Nam, chứ không phải Việt Nam là lai lai Trung Quốc gì cả, như các anh nghi. Thưa quan nghe chưa, Việt Nam là dạng Việt Nam giống người Việt Nam, chứ không liên quan đến các bạn Trung Quốc, vậy thôi. Dạ Còn để dạ em xin nói câu này để cho anh Nguyễn Hữu Vàng anh nắm rõ vấn đề nè. Tức là em đã úp trên cái tường của cái trang này nè, anh Nguyễn Hữu Vàng, một cái clip là tức là cái tay Thanh Huỳnh hắn ta lên live á, hắn ta kêu gọi tất cả người dân Việt Nam trong nước và người dân Việt Nam ở Thái Lan hay Campuchia gì đó đi chửi lên live chửi cộng sản, và hắn ta sẽ trả cho mỗi người như thế là mỗi tháng là 200 đô la, và sau này hắn ta hạ xuống còn 150 đô la một tháng, với điều kiện là một tuần chửi ít nhất 3 live đó. Cho nên đây em đã đăng trên cái tường cái trang này, thì có thể sau xem xong cái này anh Nhàn có thể vào trang anh Nhàn và mọi người có xem lại cái clip đó, cái like đó em up lên trang á, để cho mọi người để rõ về cái tay Thanh Huỳnh này nha, để anh em khỏi mất công bất đồng quan điểm với nhau thì nó không tốt. Rồi anh Chu Phan nói tiếp, anh Chu Thôi Phan. thôi, cảm ơn em nhiều nhé, cho bạn khác lên đi, kêu ai lên nói chuyện chút xíu về vấn đề ngoại Dạ giao đi.
vấn đề lịch sử đi. Dạ. Rồi chào cả nhà nhá. Dạ. Cảm ơn. Rồi, chào Dạ, chú. xin cảm ơn anh Chu Hoa. Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của anh. Rất hữu ích. Chơi.